Với khí hậu nhiệt đới gió mùa, nắng nóng mưa nhiều như nước ta, cây mang tây sẽ dễ bị nhiễm nấm bệnh. Một số nấm bệnh thường gây hại trên cây mang tây như là bệnh thán thư, khô cành, thối rễ. Từ đó sẽ làm giảm năng suất cũng như chất lượng sản phẩm. Vậy làm thế nào để hạn chế nấm bệnh gây hại trên cây mang tây? Hết cái mùa đông này này, đến mùa nắng ấm ấy, thì chúng ta đề phòng cái bệnh thán thư nó hay gây hại trên cây mang tây. Nó do nấm nó gây hại mà, cho nên là cái bào tử nấm nó phát tán là nó cũng gây hại rất là mạnh. Nhưng mà thán thư ở trên này thì nó biểu hiện như thế nào ạ? Có những cái vết nốt thâm nâu ở trên thân này này. Vâng. Đấy, thì nó sẽ là biểu hiện, nhưng mà cái mùa này phải là mùa nóng ẩm mưa nhiều cơ. Một trong những nguyên nhân làm cho nấm bệnh phát triển là trồng cây mang tây với khoảng cách quá dày, không tỉa bớt lá già, để lá sum suê. Đến khi mưa kéo dài với lượng mưa lớn sẽ làm độ ẩm trong đất tăng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại nấm bệnh phát triển. Sau những đợt mưa nắng xen kẽ là điều kiện để nấm thán thư trong đất phát sinh mạnh. Trên thân vết bệnh nằm rải rác dọc thân. Vết bệnh có hình dạng bầu dục dài nằm dọc thân, có kích thước to nhỏ khác nhau, dao động từ 0,5 đến 1,5 mét. Bệnh nặng thì các vết có thể liên kết với nhau. Vết bệnh thường có màu nâu nhạt đến nâu sẫm. Các vết bệnh trên thân có xu hướng lõm xuống. Cây phát triển kém, dinh dưỡng cung cấp từ bộ rễ bị giảm sút nghiêm trọng. Lá vàng úa và héo, chết lụi dần. Trước mắt trong cái quá trình này sâu bệnh nó chưa có nhiều. Thế nhưng mà chúng ta vẫn phải đề phòng là chính. Thì trong cái quá trình chăm sóc, bón phân, tưới nước thì anh cần lưu ý là chúng ta phải áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp để ngăn chặn sâu bệnh hại từ trước. Để cho nó không đến khi thành dịch rồi chúng ta mới phòng trừ. Ở trong nhà lưới là rất khó. Ngoài đồng ruộng đã khó rồi nhưng trong nhà lưới khó rất nhiều. Đấy, ví dụ như chúng ta phải tưới ẩm vừa phải này, bón phân vừa phải này, không được thừa đạm này, cân đối đạm lân kali này. Đấy. À, cắt tỉa những cái cành lá, cành tăm rồi những cái đọt nó ra mà nhỏ ấy thì chúng ta cũng vẫn phải thu hoạch chứ chúng ta không để lại. Đấy. Thế và cành nó rậm rạp quá thì chúng ta cắt tỉa đi để cho cây nó thẳng và nó vững chắc thì nó không sum suê. Thì nó cũng sẽ ít ảnh hưởng đến cái việc mà ra mầm ở dưới. Đấy, cho nên chúng ta phải áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh bằng cách là áp dụng cả biện pháp canh tác, biện pháp chăm sóc, bón phân, tưới nước, cắt tỉa cành. Đấy, để cho nó hạn chế sâu bệnh hại một cách tối đa nhất. Có thể phòng trừ bằng những cái thuốc mà trừ nấm thán thư. Đấy, ví dụ như là thuốc có hoạt chất difenoconazole, propiconazole, azoxystrobin. Còn những cái thuốc mà có các cái muối này nó là để phòng ngừa. Phòng ngừa nấm và vi khuẩn chung chung thôi. Chứ còn khi mà đã bị bệnh thán thư cụ thể thì chúng ta lại phải dùng thuốc khác. Theo chuyên gia Nhung, bệnh thán thư không nguy hiểm, nhưng nếu không chữa trị kịp thời, bệnh sẽ lây lan và làm cho cây bị suy yếu, giảm năng suất mang tây. Do đó, khi phát hiện mang tây có dấu hiệu mắc bệnh thán thư, anh Hùng cần nhanh chóng thực hiện các việc như sau. Chăm sóc cây trồng khỏe mạnh, tưới đủ nước và bón đầy đủ dinh dưỡng cho cây. Tiến hành cắt tỉa các cây nhiễm bệnh đem đi tiêu hủy, tránh lây lan. Phun phòng nấm bệnh và côn trùng định kỳ. Khi cây có biểu hiện bệnh, sử dụng thuốc có thành phần azoxystrobin, propiconazole, tebuconazole.